Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai đã dám cả gan vỗ mặt Tân Hiệp Phát. Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp tỷ đô. Ở Việt Nam, nếu không có quyền lực chính trị bảo kê sẽ không có doanh nghiệp nào đủ sức lớn lên cả tỷ đô cho được. Bởi ai cũng biết môi trường kinh doanh ở Việt Nam không trong sạch. Nó bị quyền lực chính trị vòi vĩnh tiền bạc và hạch sách đủ điều làm cho doanh nghiệp không thể lớn nổi. Vì thế, một khi đã không có quyền lực chính trị đỡ đầu, thì khó mà lớn đến tầm tỷ đô. Tân Hiệp Phát là một ông vua trong ngành nước giải khát của Việt Nam. Đây là doanh nghiệp sản xuất hiếm hoi trong các đại gia tại Việt Nam. Quyền lực của doanh nghiệp này rất lớn. Không một cá nhân nào, không một doanh nghiệp nào mà đấu lại nó được. Lịch sử cho thấy rất nhiều vụ tố cáo nước ngọt Dr. Thành có ruồi. Tuy nhiên, tất cả những người tố cáo đều bị Tân Hiệp Phát gài bẫy cho vào tù. Đây là hình ảnh Tân Hiệp Phát bị sở gáy. Ở xã hội Việt Nam này, có tiền là có thể có điều khiển được rất nhiều thứ, kể cả mua đứt chính quyền, những quyền lực chính trị bảo kê cho họ làm ăn. Một doanh nghiệp lớn đã tầm tỷ đô thì không bao giờ không thể biết được quy tắc đó. Được biết mới đây, báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài báo viết về Tân Hiệp Phát. Lần này họ moi ra sai phạm, tập đoàn Tân Hiệp Phát thông đồng rìm giá khu đất ngàn tỷ. Công an Bà Rịa Vũng Tàu có động thái tố tụng chính thức. Với tập đoàn lớn và mạnh như Tân Hiệp Phát, nếu tập đoàn này không sai thì chắc chắn không ai dám khui ra. Chỉ khi có sai phạm nghiêm trọng thì báo chí mới dám khui đến như vậy. Tuy nhiên, dù khui thì cũng chưa chắc gì quật được doanh nghiệp này. Từ nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát đứng trước nhiều lời tố cáo doanh nghiệp này sai mười người, nhưng kẻ thiệt hại vẫn là người đi kiện, chứ không phải là Tân Hiệp Phát. Có thể nói, ai dám đánh vào Tân Hiệp Phát thì quả là người có gan rất lớn. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu vào cuộc. Theo báo chí cho biết, căn cứ vào các điều 36, 145 và 146 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, họ chính thức kiểm tra xác minh nghi án Tân Hiệp Phát thông đồng rìm giá khu đất ngàn tỷ tại Côn Đảo. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra tại đây đã có văn bản gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này thông báo về việc kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm. Theo đó, công ty Tân Hiệp Phát tại Đại lộ Bình Dương, thành phố Thuận An, Bình Dương do gia đình ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích quản lý điều hành. Các thành viên trong gia đình ông Thành có hành vi thông đồng với nhiều cá nhân khác nhau, làm việc trong và ngoài Tân Hiệp Phát để lập hồ sơ thông đồng, đấu giá khu đất 79.481m2 tại khu An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại Điều 218 Bộ Luật Hình Sự. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh mới được Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy. Đây là động thái tố tụng chính thức đầu tiên của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa Vũng Tàu với nghi án nói trên. Trong suốt năm 2020 và nửa đầu năm 2021 đã có rất nhiều bài báo nhắm vào sai phạm của con gái ông Trần Quý Thanh. Tuy nhiên, hầu hết là chưa đi đến đâu và vừa qua có một chủ doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng ở Bình Dương phải đến gặp con gái ông Trần Quý Thanh quỳ xin bỏ qua. Điều đó cho thấy quyền lực của ông Trần Quý Thanh lớn đến cỡ nào. Thị trường bất động sản là thị trường béo bở, dành cho những doanh nghiệp sân sau của các thế lực chính trị đầu cơ. Khi có mối quan hệ lớn và chấp nhận làm sân sau cho ai, thì đó không phải là một doanh nghiệp nào khác mà chỉ có họ mới có thể bỏ thầu được những mỏ mảng bất động sản đầy màu mỡ và họ luôn chiến thắng. Những cuộc đấu giá mờ ám đem lại cho doanh nghiệp những khoản lợi nhuận kếch sù. Doanh nghiệp Tân Hiệp Phát lâu nay là nhà sản xuất nước ngọt, bỗng nhiên nhảy qua mảng bất động sản thì ắt hẳn doanh nghiệp này có mối quan hệ rất khủng. Được biết, cuộc bán đấu giá đất vàng gần 8 hecta ven biển ở Côn Đảo diễn ra với rất nhiều bất thường. Có dấu hiệu thông đồng, rìm giá, quân xanh, quân đỏ khi bà chủ Trần Ngọc Bích sinh năm 1984 là người đại diện công ty Tân Hiệp Phát, con gái ông Trần Quý Thành và bà Võ Kim Khánh Chi sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh cấp dưới của bà Bích đấu với nhau. Và như vậy, rõ ràng họ đã lập quân xanh, quân đỏ.
và mối quen biết của ông Trần Quý Thanh đến như thế nào. Tầm của Tân Hiệp Phát là quan hệ với Trung ương chứ không phải là quan hệ với tỉnh. Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất khó tiếp xúc và với cả bí thư tỉnh cũng vậy. Ủy viên Trung ương Đảng mà mời được ông Nguyễn Phú Trọng là không nhiều. Ấy vậy mà năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy Tân Hiệp Phát của ông. Đây là hình ảnh quảng cáo, quảng bá sức mạnh của Tân Hiệp Phát. Giám đốc một doanh nghiệp nào mà xin được chụp một bê hình với Nguyễn Phú Trọng thì đã khó, chứ nói gì đến việc mời ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm doanh nghiệp. Thực tế là ông Trần Quý Thanh là chủ doanh nghiệp có mối quan hệ với ông Nguyễn Phú Trọng khá đặc biệt. Và với tầm quen biết như vậy mà chính quyền tỉnh muốn tấn công vào Tân Hiệp Phát là gần như không thể. Và sai phạm đất đai của Tân Hiệp Phát đã được cho rằng giải khắp từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và giờ đến Bà Rịa, Vũng Tàu. Những sai phạm đất đai ở các tỉnh khác đều bị chìm xuồng. Liệu lần này tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có làm nên chuyện gì hay không? Đây là hình ảnh trụ sở chính của Tân Hiệp Phát. Trước một số dấu hiệu bất thường của các thương vụ đấu giá đất của Tân Hiệp Phát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có nhiều văn bản chỉ đạo sở ngành vào cuộc làm rõ sự việc. Nhân dân địa phương dường như cũng mong muốn sự việc được sớm làm rõ và kiến nghị với Bà Rịa, Vũng Tàu khởi tố vụ án theo điều 218 Bộ Luật Hình Sự để điều tra. Tuy nhiên, để khởi tố Tân Hiệp Phát là không hề dễ dàng. Sau khi phát hiện nghi vấn thông đồng dìm giá do một số người của Tân Hiệp Phát thực hiện vào tháng 10 năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy của Bà Rịa, Vũng Tàu yêu cầu trong khi chờ kết quả quy hoạch tổng thể Côn Đảo theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường cần sớm nghiên cứu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc đưa ra các khu đất tại huyện Côn Đảo ra khỏi danh mục bán đấu giá. Và tới ngày 9 tháng 11 năm 2020, sau khi nghe ý kiến của các sở ngành, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch tỉnh đã kết luận dừng bán đấu giá 7 khu đất công tại huyện Côn Đảo. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2021 vừa qua, trong cuộc họp tại Côn Đảo, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo các sở ngành rà soát các diện tích đất đã có chủ trương tạm dừng việc bán đấu giá tại Côn Đảo, đồng thời đề xuất hướng đầu tư phát triển đối với những diện tích đất này, chỉ đạo huyện Côn Đảo quản lý tốt về đất đai xây dựng. Tuy nhiên, không thấy báo chí nói đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tân Hiệp Phát. Và bây giờ câu hỏi được đặt ra là ai là người được nấp trong bóng tối để vỗ mặt Tân Hiệp Phát đến như vậy? Nếu là doanh nghiệp hoặc cá nhân, không ai dám ra mặt công khai tấn công Tân Hiệp Phát đến như thế. Nếu chơi trò đó thì doanh nghiệp hoặc cá nhân đó có thể thua hoặc vào tù mà thôi. Tiền bạc thì không bằng Tân Hiệp Phát, quyền biết lớn thì cũng không bằng ai mà dám ra mặt đối đầu Tân Hiệp Phát đến như vậy. Trước mắt chỉ thấy cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào cuộc chứ chưa thấy tên người đứng ra tố cáo Tân Hiệp Phát. Tuy không biết ai kiện nhưng không thể không có người kiện. Mà nếu có ai đó kiện hay tố cáo mà khiến cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh vào cuộc thì thế lực đó cũng không hề nhỏ. Có nhỏ hay không chỉ là nhỏ hơn Tân Hiệp Phát mà thôi. Đây là hình ảnh ông Trần Quý Thanh và con gái. Một doanh nghiệp mà dám đối đầu với Tân Hiệp Phát thì chẳng khác nào đang vuốt râu hùng. Ở cái chỗ này thì làm đúng không có nghĩa là anh sẽ thắng, mà phần thắng dành cho những người quen lớn và chỉ bảo. Với tài sản tỷ đô thì tiền bạc đối với Tân Hiệp Phát là không thành vấn đề. Và có thể phải đợi thời gian thì vụ án này sẽ đi về đâu, và khả năng cao là lại chìm xuồng, hoặc có thể Tân Hiệp Phát sẽ trừng phạt người nào dám chống lại ông ta. Còn khả năng bị công an sở gáy với Tân Hiệp Phát là rất khó. Với mối quan bết đến tận văn phòng Trung ương Đảng với ông Nguyễn Phú Trọng thì Tân Hiệp Phát gần như không có đối thủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 với bản tin Ai dám cả gan vỗ mặt Tân Hiệp Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.